được không ạ? Không, không phải về. Em có quần áo như này là em chưa mặc áo ngực. Đàng hoàng rồi, không cần phải. Em chưa mặc áo ngực, em cần phải về, em thay quần áo đã. Bây giờ chưa? Không cần phải mặc quần áo gì nữa. Mặc như thế này là đàng hoàng rồi. Em không phải, em về em thay quần áo rồi em đi đâu thì. Thế thôi. Anh đang rất là đàng hoàng với em. Em cũng rất là đàng hoàng, em chỉ xin mỗi này thay quần áo các anh nên tùy thích thích như nào thế. Không thôi. Em cùng đi đâu. Ờ, nhà em chọn không? Em chọn ở trong cái 22 này, còn anh kia anh bỏ cái đấy xuống. Anh đang xâm phạm quyền đấy, còn chụp ảnh chỉ chụp một lúc thôi là được rồi. Đấy là bằng chứng là được rồi, còn không phải là không quay phải như thế đâu. Em có quyền được kiện anh đây. Đúng, em cứ kiện. Em tên là gì? Em tên là gì? Cho anh hỏi em tên là gì nhỉ? Em ơi. Thì bây giờ Ngọc nhá, Ngọc sẽ về ngồi với anh này, anh sẽ chở em về mặc quần áo đàng hoàng nhá. Em không, bọn anh đang mời em.